Hello, xin chào chị. Chào mừng chị quay trở lại với Võ Duy Giúp Con. Trong video này thì thầy hướng dẫn chị làm bài tập về nhà ha. Trong bài tập này thì thầy sẽ demo cho chị là cách chúng ta tạo cái danh mục sản phẩm như thế nào và tạo sản phẩm như thế nào. Thì chúng ta đăng nhập vào admin, sau đó anh chị sẽ rê chuột vào trong cái phần là sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ chọn là danh mục. Thì trong cái phần danh mục này nó chính là cái danh mục sản phẩm. Thì trên lớp thì chúng ta đang demo cái trang là coolmed.me đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang này ra. Danh mục sản phẩm của một cái trang web á, thường là nó sẽ nằm ở trên cái phần menu, horizontal menu ở trên cùng ha. Anh chị sẽ rê chuột vào trong cái sản phẩm này nè. Thì chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều danh mục, ví dụ như là áo nam nè, quần nam nè, phụ kiện. Thì trong áo nam nó sẽ có áo dài, tay, t-shirt, polo, sơ mi, vân vân, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm giống như là CoolMed ha. Mình sẽ quay trở lại cái mục danh mục sản phẩm nè. Chúng ta sẽ tạo cái đầu tiên là áo nam. Rồi đường dẫn chúng ta sẽ để trống, đường dẫn hay còn gọi là slug. Thì lát nữa đó, khi mà anh chị tạo thì nó sẽ tự động tạo đường dẫn bằng cách là cái tên mà chúng ta nhập vào ở trên này nè, nó sẽ viết thường không dấu và cách nhau bởi dấu gạch ngang. À, nó sẽ tự động tạo ra. Rồi danh mục cha thì ở đây là áo nam là chúng ta cho nó là gì, là danh mục cha, cho nên thì cái chỗ này á, danh mục cha là để trống ha. Rồi mô tả thì anh chị sẽ nhập mô tả vào đây. Lưu ý là chúng ta mô tả ngắn gọn nhất có thể để cho Google dễ nhận biết được ha. Rồi còn cái phần mà chúng ta tối ưu SEO cho cái phần mô tả này để làm sao mà nó có thể lên top Google thì sẽ có một cái video chia sẻ sâu về cái vấn đề đó. Trước mắt là chúng ta rành thành thạo cái thao tác đã. Rồi kiểu hiển thị thì anh chị sẽ để là hiển thị kiểu mặc tiếp theo là hình thu nhỏ. Thì bây giờ chúng ta qua cái mục sản phẩm này, chúng ta chọn là áo nam nè. Mình sẽ lấy một cái hình để làm ảnh đại diện ha. Ví dụ như là hình này đi. Đó, mình kích vào đây. À, cái đuôi AVIP thì upload lên WordPress hình như là nó không cho, tại cái đuôi này nó là đuôi lạ ha. Chúng ta sẽ kích vào một cái tấm ảnh bất kỳ. Rồi ở đây thì đối với ảnh đại diện thì chúng ta nên chọn ảnh không có model ha. Rồi anh chị sẽ kích chuột phải nè, chúng ta chọn là lưu cái tấm này về ha. Rồi sau đó là ở đây chúng ta bấm tải lên, chúng ta nắm cái tấm hình này, chúng ta kéo qua. Rồi anh chị bấm sử dụng ảnh này. Rồi tiếp theo chúng ta bấm thêm danh mục mới. Đó. Cứ thế thì anh chị sẽ tạo hết danh mục áo nam, rồi áo t-shirt, polo, sơ mi, rồi qua tới phụ kiện, rồi qua tới quần nam chẳng hạn như vậy. Đó. Thì anh chị tạo khoảng 9 cái danh mục, 8-9 cái danh mục là được rồi ha. Miễn sao chúng ta thành thạo là được rồi. Đó. Cái chỗ này thì không có yêu cầu là số lượng là bao nhiêu danh mục trong cái bài tập này. Tuy nhiên là lát nữa chúng ta tạo sản phẩm á, thì tối thiểu chúng ta phải tạo được 8 sản phẩm. Lý do tại sao là số 8? Tại vì ở ngoài cái giao diện trang chủ của mình nè, khi mà chúng ta tạo 8 cái sản phẩm á, thì anh chị lát nữa qua cái buổi học ngày mai á, thì chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta show ra sản phẩm ở ngoài trang chủ, thì mỗi hàng nó sẽ là 4, thì hai hàng nó sẽ là 8, đúng không? Thì show cái danh mục sản phẩm mà có 8 sản phẩm ra thì nó sẽ đẹp hơn ha. Cho nên là yêu cầu bài tập là tối thiểu là 8 sản phẩm. Rồi. Bây giờ anh chị cứ tạo tiếp cái chỗ danh mục đi ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái phần là sản phẩm này, thì anh chị sẽ kích vào cái đường link là thêm mới ở đây. Rồi đối với sản phẩm thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta học cái cách tạo đơn giản trước ha. Rồi qua tới cái buổi ngày hôm sau á, thầy sẽ hướng dẫn anh chị là chi tiết hơn trong từng các cái thuộc tính sản phẩm. Thì đầu tiên á là nhập tên sản phẩm vào đây, chúng ta sẽ tạo này, copy bên này nè, chúng ta cần Ctrl V dán qua. Rồi tiếp theo cái ô này là nhập mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm thì ở đây anh chị để ý nha, cái này là mô tả dài. Mô tả dài có nghĩa là cái nội dung mà ở bên dưới này nè, cái nội dung mà ở dưới cái phần hình sản phẩm á, thì nó chính là mô tả dài. Thì anh chị chỉ việc là chúng ta bôi đen ha. Mình đang demo cho nên là mình gì, mình đi copy ha, chứ còn thực tế là anh chị phải
viết soạn thảo hình ảnh này nọ cái kiểu là của mình hết. Rồi chúng ta Ctrl V anh chị dán vào. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra lại một lần nữa thử xem ha. Đó. Rồi. Tiếp theo nè. Ở bên dưới nè, sản phẩm đơn giản. Rồi anh chị sẽ chọn vào là sản phẩm đơn giản ha. Các loại sản phẩm sau thì chúng ta sẽ học vào buổi sau. Rồi đầu tiên là giá bán thường thì chúng ta qua đây chúng ta coi nè. À, giá bán thường là 249.000 đúng không? Rồi mình sẽ nhập vô là 249. Đó. Rồi, giá khuyến mãi là 149. Thì mình nhập là 149. Hiện tại mặc định nó đang là đơn vị tiền tệ là đô la. Thì anh chị cứ để yên đó ha. Chúng ta sẽ học đổi thành Việt Nam đồng sau. Rồi. Tiếp theo là cái phần mô tả ngắn sản phẩm nè. Thì chúng ta thấy là gì? Mô tả ngắn nó chính là cái đoạn mà nằm ở bên bên phải hoặc là bên trái của cái hình đại diện sản phẩm á. Đó, như cái website hiện tại anh chị thấy nó đang nằm ở cái vị trí này là bên phải này, thì chúng ta sẽ bôi đen ở chỗ này, anh chị bôi đen ở chỗ này, chúng ta copy nè, rồi sau đó chúng ta qua đây chúng ta gì dán nó vào, đó dán nó vào, thì chỗ này copy nó đi theo cái đường link này thì mình bỏ cái đường link đi, ở đây mình bold nó lên, rồi ở đây thì anh chị sẽ cho nó cái dạng là gạch đầu dòng phía trước cho nó đẹp đó. Mình chỉnh lại từ từ ha. Rồi như vậy là xong ha. Rồi bây giờ tiếp theo nè, anh chị kéo chuột lên ở bên phải thì chúng ta sẽ chọn ảnh sản phẩm. Rồi bây giờ chúng ta chích kích vào đây. Lúc nãy chúng ta up cái ảnh lên đó thì chúng ta chọn đúng cái ảnh này rồi đó. Rồi bên dưới là album hình ảnh sản phẩm, có nghĩa là một sản phẩm nó sẽ có một cái tấm ảnh là ảnh chính, còn những cái tấm còn lại ví dụ như này 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 đó thì cái này nó gọi là album sản phẩm, album hình ảnh sản phẩm. Thì việc chúng ta đơn giản thôi anh chị, chỉ việc là gì kích chuột phải chúng ta lưu về đó, rồi lưu khoảng 3 tấm được rồi. Ở đây nó có khá là nhiều ha, tại vì nó chụp nhiều cái góc cạnh á, thì mình là demo thì mình lưu 3 cái thôi. Đó. Sau đó anh chị sẽ nắm các cái tấm hình mình kéo thả qua nè. Đó. Anh chị muốn chọn nhiều thì chúng ta giữ phím Ctrl nè. Đó. Chúng ta sẽ chọn được nhiều. Mình bỏ cái tấm này ra đi. Rồi, mình bấm thêm vào thư viện. Rồi bây giờ mình sửa lại cái tấm này ha. Cái tấm này thì mình nên chọn cái tấm có mô đồ thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Đó. Ở bên dưới là danh mục đó, thì chúng ta chọn là áo nam. Rồi từ khóa sản phẩm thì đây là giống như là cái từ khóa tên sản phẩm. Đó. Ví dụ như đây là nó gọi là Recycle Active V2 nè. Mình sẽ dán vào đây. Rồi. Sau đó là xong. Rồi, chúng ta bấm đăng lên thôi. Đó. Anh chị chỉ việc tạo đơn giản vậy thôi ha. Còn chi tiết thì bữa sau chúng ta sẽ học. Rồi, tối thiểu là chúng ta phải tạo 8 sản phẩm ha. Sau khi làm xong bài tập thì anh chị nào bài tập ở trên Gabo Work ha.